Vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ ở môi nhẹ nhàng. Khi em yên say trong giấc, có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi. Vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngắm trao lá cây. Hãy đến bên anh đi, để cho tình cho phép chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu tim cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông lá cây. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có để cho con tim này đừng ngóng trông hao kỳ. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì đã có tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, nói thương anh đi, để cho con chưa bao giờ có chưa tan vỡ, có chưa thương nhớ tình ai. Người hỡi đến bên anh đi, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng anh thoáng nhớ. Xin gửi chào tất cả mọi người, các bạn ở đây ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Tốt hơn được không? Thank you. Nhiều ngày hôm nay thì sau một vài lần lỡ hẹn với Alata ngày hôm nay, mọi người có mặt ở đây và rất là vui được gặp tất cả mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có một đêm nhạc thật là thú vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và khúc tiếp theo của ngày hôm nay sẽ là Chiều nay không có mưa bay, rồi cùng lắng nghe. Trong mắt và thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, ấy mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai, chiều nay không có mà em cười như lúc xưa. Giờ cũng biết buồn và bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi ai lặng im,
phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa bờ. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em. Phải làm sao để có nụ cười mà mình nhớ mãi năm nào? Chỉ là không có mưa rơi, chỉ là không có trong mắt có thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là cụm hát, hay mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai, chiều nay không có mà đêm cười như lúc xưa. Cứ không biết buồn cao bay khắp con đường, chiều nay không có mưa rơi hay lặng im. Rồi phiêu linh hát đã sống cuốn anh đi mãi xa bờ. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em. Phải làm sao để chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai, chiều nay không có mà đêm cười như lúc xưa. Nhớ nơi em không biết buồn, nó bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi hay lặng im. Dù phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời. Lạc với phía lãng nơi cuối trời. Hay mới đến đây chứ đúng không ạ? À, bây giờ trước khi hát tiếp thì cho Quân xin phép anh Âm Thanh, ảnh đang ở đâu vậy? Anh Âm Thanh thân mến em, anh cho em xin tí verb với, cho em thêm vocal vô monitor với. Có tất cả nhưng không có Âm Thanh. Anh cho mọi người, cho Quân vài giây để mình check lại Âm Thanh cho nó hay hơn. Trong thời gian đó thì mọi người có thể ngắm em. Dạ. Mà Dũng không đẹp lắm. Thường thường người ta kêu là mình không đẹp để mọi người ở dưới kêu đẹp đó. Mọi người kêu đẹp em đi. Đó. Đúng không ạ? À? Quá đẹp luôn. Mà thường thường hả? Nghe bà rồi đó bà. Ghim bà đã lát tôi không có xuống chỗ bà đó. Lát tôi đi tới chỗ bà xong tôi lạng qua bên kia. Không, tôi làm của mình nè. Được chưa? Mình lại thử tiếp đi ha. À, bây giờ sẽ là hôm nay định hỏi xem là hôm nay có ai thất tình không? Mà thấy nãy đi giọng thấy mọi người hớn hở quá trời, chắc không ai thất tình đâu hả? Có thất tình không? Đâu ạ? À? Ai thất tình đâu ạ? À? Hỏi xong ở dưới, ở trên này, ở dưới tới thui tôi lùi không thấy ai hết trơn. Ok. Thì xin ta hát tặng một ca khúc thất tình đau khổ dành cho mọi người được không ạ? Dạ. Những ai mà mình không thất tình thì mình cũng giả bộ là mình thất tình đi cho nó cùng hòa cùng không khí ế ẩm ngày hôm nay. Dạ. Xin mời cùng lắng nghe Người Lạ Tháng Qua và Ai Chưa Từng Được Mãi ạ.
em có một người thế thay. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối nuông chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ em đi anh cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh
điểm luôn. Thiệt, nhiều khi mọi người, nhiều khi Quân mọi người không biết sao chứ em á là mỗi ngày lâu lâu ở nhà xong kiểu hay ngồi suy nghĩ vu vơ á, kiểu hay trách mẹ mình kia. Sao mẹ mình vừa đẻ ra một đứa con vừa đáng yêu vừa hát hay như vậy? Đúng không ạ? Dạ. Thôi, dám nói bạn bạn. Và bây giờ thì Quân có một cái khúc mà không biết mọi người ở đây, Quân nghĩ là các bạn trẻ chắc mình chơi TikTok chắc là cũng sẽ biết cái trend này. Có một cái bài hát của Trung Quân thì dạo gần đây được được trở nên viral rất nhiều, một cái khúc rất là lâu rồi nhưng mà Quân có cover lại. Thì ngày hôm nay Quân sẽ hát tặng mọi người cái khúc này. Xin mọi người cùng lắng nghe Tình Sâu Đậm Mưa Mịt Mù ạ. Chờ nhau, và thế gian chờ
Xin giới thiệu mọi người khách mời đầu tiên của Trung Quân ngày hôm nay, chị Hiền Thục ạ. Ok, bây giờ thì Quân sẽ sân khấu lại cho chị Thục và Quân sẽ quay trở lại ngay. Thank you mọi người. Dạ, được xin chào mọi người. Đúng ra là sẽ dạ cảm ơn Quân đi vô Quân thay bộ cho nên là Tường Thục ở đây. Bài hát tiếp theo mà Thục xin được phép gửi đến quý vị là một ca khúc được mang tên Một Người Một Đoạn Đường. Cho mọi người vui lên chút xíu nha. Ở dưới quẩy luôn ha. Okay. Tiếp theo xin được phép gửi đến là một liên khúc gồm hai bài hát Vì Một Người Ra Đi và Tôi Không Tin. Xin mời mọi người.
Khi ra đây mới cởi ra. Nhưng mà hơn là cởi ra cũng đẹp. Okay. Dạ, em cảm ơn nhiều. Xin thầy phải chụp hình đi. Em làm cái kiểu xong rồi cái chụp nha. Ok. Đứng gì đó nó tối, Trung ơi. Hay là đi lên sân khấu xong rồi làm kiểu với mọi người chụp hình được không? Dạ, Trung ơi.
Thôi bài đó nếu mà hát cái mọi người khóc cái hết nó vui rồi. Ok. Tiếp theo thật xin được phép gửi đến là một ca khúc rất là dễ thương, nhưng thật nghĩ là mọi người cũng sẽ rất thích. Anh guitar đẹp trai này nè. Con đôi ta kia lần nữa đây làm nhà vì giờ con đôi ta vẫn không muốn đi thật xa đi thật
từ lớn chị Hiền Thu được không ạ? Chào đi mọi người. Trời trẻ hoài luôn á. Em cảm ơn chị Thu rất nhiều. Đứng dưới này hát có vẻ vui hơn đúng không ta? Mà không biết list bài là gì thôi. Quên mất list bài là bài tiếp theo là bài gì rồi bên đánh giùm em luôn đi. À, không biết bài gì luôn. Ủa, ảnh biết luôn. Ảnh biết Nguyễn Sáu luôn mọi người. Trời ơi, hay quá. Một trời mưa rơi thắm sâu trong lòng giấc mơ. Biết ta đã mất nhau. Muốn cùng em đến nơi ngày xanh. Mà tim em sao nỡ đành. Một trời mưa rơi thắm sâu trong lòng giấc mơ. Tôi sẽ để flash điện thoại của mọi người được không ạ? Yeah, cho nó chill. Thank you. Anh cứ ngỡ tình yêu sẽ mãi bền lâu. Nếu chúng mình không có dối lừa nhau. Nhưng đâu biết rằng ngày sẽ khi không còn ai nâng niu và tiêu tư. Trong phút chốc thì mây sẽ hóa thành mưa. Chẳng biết liệu ta kết thúc thật chưa. Hay vẫn ôm niềm đau ở đó. Ôm niềm tin mong thầm thành cơn gió. Để cuốn mây bay đi. Cho mưa đừng rơi. Nhưng trời dần dần tối đường dài mòn mưa. Tháng năm anh đã chẳng. Trời mưa rơi tháng sau trong lòng sương mù. Biết ta đã mất nhau. Muốn cùng em đến nơi này say. Còn tim em sao nữa đây. Và trời mưa rơi tháng sau trong lòng sương mù. Những hoàn toàn nỗi đau. Cuối cùng đi đến khi biệt ly. Và tình đã chắc có lẽ anh chẳng phải anh dương của em. Để cho em phải hy vọng. Có lẽ anh chưa đủ tốt đâu. Đôi khi anh thấy ngồi là vì những câu nói. Mà cứ quên tiếng đau cứ lặp lại. Chúng ta dàn nhau trói buộc vào nhau. Lúc khi cả hai chưa ai không đưa cách để. Trời dần dần tối, đường dài gò lối.
gì ạ? Câu ơ nghe mọi người yêu. Dạ. Rồi, gửi quá. cái gì ta? Để nói gì cái bên này nó hô có quên mất tiêu luôn à. Mọi người hô lại đi cho nó, để cho nó nhớ được không ạ? À? Yeah. Rồi kêu mọi người rất nhiều. Mà vẫn chưa nhớ ra. Dạ. À nhớ rồi. Thì bây giờ mày Quân có hỏi mọi người là ở đây có ai thất tình không đúng không ạ? Thì bây giờ Quân hỏi là ở đây ai chưa có người yêu đâu ạ? Dạ. Chưa có người chắc thất tình thì chắc chắn là chưa có người yêu rồi, nhưng mà chưa có người yêu thì chưa chắc thất tình đúng không ạ? Đâu mà trong thấy cánh tay những người chưa có người yêu đâu ạ? À. Đã ế rồi còn đi nghe nhạc buồn. Biết kiểu gì. Dạ. Thì bây giờ xin tặng mọi người một ca khúc. Hỏi mọi người là có người yêu chưa? Mọi người trả lời dùm chung Quân nhé. Xin mời cùng lắng nghe Tự Tình 2 ạ. Thank you. Cũng bướm bự dữ. Giờ mới thấy. Thì giống Đà Lạt quá ha. Làm xíu. Cặp đôi nào tranh thủ ôm nhau đi ạ. À. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa. Phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa? Một người ngọt ngào từ cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa. Mãi bên cạnh em sẽ chẳng khi nào rồi lừa. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu trốn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Giờ khi mộng tàn thành xuân phai, cây lâu lựa chọn chẳng có ai. Tóc xóa ôm bờ vai gầy, tháng năm phôi phai. Còn một thôi không ạ? Chậm lại một như em. Cái này đó. Em vẫn chưa yêu được ai. Chỉ có chẳng dám em bơi nhưng vẫn ở lại. Chẳng biết anh có bằng ai, như thế đúng hay là sai. Là anh sai vì anh ngây mơ, đi chung đường với người. Còn em sai vì cứ chờ mong chàng trai thương môn tình xa vời. Sợ rằng nếu cứ như thế em sẽ không thể chạy theo em suốt đời. Và sợ em sẽ chơi trôi khi biết anh muốn thật một nhau thay đổi. Vì anh không được như em mơ. Chuyện nhân gian thêm đã đủ nhóc nghe xin tình chưa là lạ cờ. Nghe từ cô giờ đây mong nhớ chẳng biết phải như sao bây giờ. Chẳng hiểu anh ta nhìn thấy đến nỗi lòng anh ngây ra và khó lỡ. Tình yêu dấu trốn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Từ khi mộng tàn thấy phân vai, bấy lâu lựa chọn chẳng có ai. Tóc xóa ôm bờ vai gầy, tháng năm phôi phai. Chậm lại một giây để nhìn lại người giống như em mà không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn chưa yêu được ai. Chậm lại một giây để nhìn
mùa tiệc này thật lớn cho bên nhạc The Brother Bands và nhóm bè The Bella. Thank you mọi người. Anh Long ơi, sẵn lên tông cho em bài này luôn nha. Bài này nó hơi ca, hơi thấp. Bài Tự Tình Hai này nè nha. Dạ. Nó cứ đòi cao xong hát lòi hồng luôn. Hồi nãy Quân hỏi mọi người là chưa có người yêu, thất tình rồi đúng không ạ? Thì Quân thấy là đa phần nha, giống như Quân thấy các bạn của Quân, đa phần những bạn nam á, là sau khi mình thất tình xong sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là cũng dạo gần đây cũng khá là nhiều, đó là các anh chuyển qua chơi BD. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Yeah. Trường hợp thứ hai là Quân thấy cái người đó người ta sợ yêu luôn, người ta không muốn yêu nữa. Yeah. Thì mình nói lên thực trạng xã hội để làm gì, để mình giới thiệu ca khúc tiếp theo. Xin mời cùng lắng nghe Sợ Yêu ạ. Cảm giác trong anh lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đôi tay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Oh!
mới quay lại. Sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Cảm ơn Trung Quân. Cảm ơn chị Thanh Hà rất nhiều. Thank you. Trời ơi, hôm nay nói chung là mọi người biết em Quân rất là sướng. Tại vì là em đàn Quân là người hát với những người chị rất là xinh đẹp thôi. Thì ngày hôm chị Thanh Hà là một trong những khách mời Quân ngày hôm nay. Xin mời một tay thật lớn với chị Hà được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Thank you anh. Anh phải đổi bự, quá bự cho chị Hà chứ. Vô anh, được, lên chụp hình. Được. Lên đây chụp hình. Lên đây, trưởng ban tổ chức. Để chụp hình với trưởng ban tổ chức cái này nè. Sao đâu, em là bông hoa đẹp nhất rồi. Yeah, ok, bây giờ thì Quân sẽ để chị Thanh Hà hát tặng cho mọi người nhé. Bây giờ Quân vô thay cái đầm, à không, Quân vô thay bộ đồ khác rồi Quân ra. Cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn Quân. Quý vị ơi, khỏe không? Hà không khỏe lắm mà lạnh nữa. Quý vị nhớ vỗ tay theo tiếng trống để cho không khí nó ấm cúng hơn nha. Được không ạ? Sẵn sàng chưa? Sao nhỏ quá vậy? Hay quá. Here we go.
You rock. Vì muốn nghe hát nữa không ạ? Hãy dép luôn rồi. Không biết để cho em guitar sắp lại. Mọi thứ anh sung quá, anh làm rớt đồ hết trơn à. Quý vị thấy đêm nay có hay không ạ? Những cái tiết mục hay hơn nữa còn nhiều lắm. Nguyên đêm luôn, hát đến 4-5 giờ sáng mà. Thiệt đó. Chơi luôn đúng không? Và ngay sau đây Hà chọn hai ca khúc mà Hà hy vọng là hai ca khúc này quý vị sẽ hát cùng với Hà nhá. Mời quý vị nghe và hát theo Hà. Anh cứ đi đi của Vương Anh Tú và Tàm cho nhạc hoa lời Việt. Vỗ tay lớn hơn được không? La lên để cho nó ấm, giờ trên đây lạnh lắm. Anh về nhau, anh về nhau, anh về nhau.
nhiều tiếng vỗ tay của quý vị. Và ngay sau đây mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, bài hát mang tên Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau. Chị Hà ơi, chị em hát ơi. Chung mới được không ạ? Được, mời chị Quân ra đây. Ôi, mặc cái đầm mới rồi. Cái đầm là không phải. Wow. Hôm nay em thấy mọi người cầm cái đèn y chang cái bộ đồ em mặc luôn. Chị có lên đây không? Biết em ra đây cho nên là chị phải mang giày vô đó. Cơn mưa đêm nay ướt đôi mi cay, yêu thương khi xưa đã không còn nữa. Khi em ra đi anh vẫn không tin người thay đổi. Em mong cô đơn suốt bao đêm dài, bao nhiêu tâm tư sẽ chia cùng ai. Hồi hôn khi xưa tan trong mưa, còn lời anh hứa. You're breaking my heart, breaking my soul. Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu, cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì. Em ra đi, ta chia ly thương tiếc chi. You're breaking my heart, breaking my soul. Còn lại gì sau những đắm đuối trên môi em chẳng. Anh xem cho nhanh vết thương chưa lành, em thôi mong anh sẽ thôi chờ anh, mong cho tan nhanh hơi ấm hôm nào giờ tựa chiêm bao. Đi đâu rồi? À, dạ. ở đây chị về Cali thôi. Ở đây có ai breaking chị mới hỏi giờ hết không? Có chứ, có nhiều lắm. Yeah. Đây là nhưng mà thôi chị không kể rồi, chị đi vô nha. I love you all, Georgia, thank you. Trời ơi, đẹp hoài, hát hay hoài. Ước gì mai này mình cũng vậy. Rồi bây giờ thì
Rồi cho con coi list bài cái nha mọi người, biết hát cái gì thôi đó. Ủa gì vậy anh? Bài gì vậy? Thôi hôm nay em thấy trời này có vẻ lắm, mình được khoan khoan đi mọi người ơi. Mình từ từ đi. Em thấy hôm nay trời nó có vẻ hơi đó. Mọi người có xem The Masked Singer Việt Nam không ạ? Thì hôm nay Quân sẽ đem tới cho mọi người những ca khúc mà Quân đã tham gia trong cuộc thi. Đầu tiên sẽ là Vào Ngày Nào Đó, xin mời mọi người nghe.
dear my love. Ok. Và bây giờ sẽ là Buồn Không Thể Buông. Xin mời cô lắng nghe ạ. Em flash đâu rồi ạ? Nên mấy cây lại stick hết pin rồi sao? Nó tối tối. Bên này đâu à? Nãy giờ quên cả bên này. Yeah. Người ta này đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Thương nỗi buồn, không biết nó cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn là đau hơn nỗi buồn, ông tế buồn. Trời đã ngớt mưa, em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên? Tình yêu sao lại tan nhẫn như này? Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim giữa thưa. Em tôi đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn thương một người này đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em? Người ta nay đã bước đi, sao em? Làm con bướm hát dễ dàng quá, bây giờ hát mệt quá ta. Thôi bây giờ để xin mọi người cho con hát một bài nhẹ nhàng, tình cảm, điềm đạm được không ạ? Không. Trời đất ơi. Em cũng là con, em còn gãy xương sườn đó mọi người. Mọi người thông cảm cho em, nên nãy giờ em hát bằng tính mạng đó. Ok, và bây giờ sẽ tặng mọi người một ca khúc cũng gọi là khá là lâu lâu rồi. Ngày hôm nay sẽ hát lại tặng cho mọi người. Xin mời cùng lắng nghe, Bởi Vì Anh Yêu Em ạ. Bà khỏi yêu cầu tôi cũng có hát đâu. Nghe không? Không có yêu cầu khỏi. Bà càng yêu cầu tôi càng không hát. Sao mà bà diễu vậy?
xa mối duyên tình xưa. Dây mình quen nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng em dần xa, vẫn tình tưởng như đã nhòa, nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em. Người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói bay mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như anh chân dần trao, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thay đổi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, tình ta mãi luôn còn xa. Hãy nói là cuộc đời này chưa? Ai biết đâu, giờ hát câu tiếp mới biết nè. Đã, giờ đã sao nè? Vẫn chặt tôi. Đâu có đâu mà chị. Quay vòng rủ sắc màu hồng mà. Quay vòng coi. Trời ơi, lòng lộn. Nhưng mà hồng, tại vì bữa nay là chủ đề là Blackpink gì mà. Bữa nay nghe là hồng đen gì đó, in your area gì đó mọi người. Màu hồng là từ đầu tour. Vậy bây hả? Giờ gần cuối là qua tím rồi, nó bầm rồi. Nè, thấy không? Thâm lè rồi, thấy không? Quá trời bầm rồi. Cái lightstick cũng Iran mà luôn kìa. Đó, tôi biết. Tính toán hết rồi. Ok, cảm ơn Mira Trần tụi mày đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mira hãy hát tặng cho mọi người được không ạ? Giờ thì Mira hát tiếp cho mọi người nghe được không ạ? Hát từ từ, chậm chậm để thay cái đầm nha. Quân ơi, chắc em mượn cái mic này của Quân được không? Em nghĩ hát hai cái luôn nha. cái mic nào sẽ ok chị nhỉ? Cái này nhá, em lấy cái này. Ok, thank you. Bây giờ Mira sẽ không giới thiệu mình sẽ hát bài gì. Chị muốn là dân tặng hết những cái cảm xúc bây giờ dành tặng cho tất cả mọi người. Một tràng vỗ tay cho The Brothers Band và The Bella được không ạ?
Tời đồ hết rồi ạ. Trong cơn say em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến bờ môi, trong bờ môi khát khao. Em ước chỉ một bước mình được quay về ngày trước, chọn lối đi không sai đường. Trong cơn say em lại nghĩ đến anh, dẫu biết cạnh anh bây giờ đang có ai. Em chết mình thương thương vì một chốc đã để mất người đã thương em. Cuộc sống yêu quá, yêu đến bây giờ đau quá đau. Em hận em sao không quên anh như cách anh quên được em. Tận lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không may em sẽ rất tốt thôi. Nhưng em sai, sai khi say lại về. Đến với người sau cho dù tim vẫn đau. Em chắc mình lại sai vì chẳng ai được quên mãi lòng tổn thương đem vương lên người khác. Yêu quá yêu nên bây giờ đau quá đau. Em hận em sao không quên anh như cách anh quên được em. Tận lòng mình sẽ quên thôi. Atlanta, I love you. Cảm ơn mọi người. Đây có thể gọi là lần thứ ba trong năm ta. Dạ lần thứ ba video quay trở lại với Atlanta. Và lần nào cũng vậy, khán giả vẫn luôn yêu thương và vẫn luôn dành những cái tình yêu thương rất là đặc biệt.
đến với Mira và cũng như ngày hôm nay đến với Trung Quân và cũng như là các anh chị em nghệ sĩ đêm nay. Sân khấu rất là đẹp, ánh sáng cũng rất đẹp. Và một tràng vỗ tay nữa cho band nhạc The Brothers Band và The Bella được không ạ? Và bây giờ sẽ là một bài hát tiếp theo. Mọi người muốn nghe bài gì? Okay, I know you guys know this song. Yeah. Em xuống nhá. Okay, bài hát cùng này. Em đi xem phim một mình giữa đêm, đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhiều nào. Come on everybody. Em đi sâu uất một mình ngắm tuyết rơi, đi Bali một mình ngắm biển khơi, để thấy em trở về làm sao, để thấy em yêu anh. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Giữa hơn hai em biết đó là thế gian. Mình bên nhau được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm say. Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi năm sau. Và những flashlight, những cánh tay của mọi người đã hết rồi. Hey. Love you. Mọi người là bây giờ là em vocal battle với khán giả luôn nè. Mọi người hát lớn hơn em nha, được không ạ? Hát lớn hơn nha. Xưa ngân hai em biết đâu một
thuộc lại nha. Cần bao lâu, chờ bao lâu, tình trong nhau. Cảm ơn em. Tặng quà xong kêu che giùm em nha. Biết cái gì luôn rồi đó. Quá trời quá đất rồi. Fan Atlanta riết rồi. Lộng hành quá. Ok. Ok. Và bây giờ em xin trở, em xin mời trở lại bà bướm hồng hào của lòng em, Trung Quốc. Giờ thành bướm đen rồi. Ủa rồi bà bướm đen rồi hả? Trên cao lòng lòng ta luôn khát khao, tình yêu như mộng đèn nên thơ, sự tình từ sau giấc mơ, trái tim em nguyện thề yêu anh dành trọn tình yêu đến đây, dấu yêu anh gửi đến mai sau, em muốn bên anh. Ngọt của cha mà lòng hắn luôn ước ao, tình yêu ta thật đẹp nên được cùng nhau trong giấc mơ, trái tim anh nguyện thề yêu em như trong tình yêu đến nay, và dấu yêu ơi gửi đến mai sau anh mua về mai mới. Ta cùng nhau mãi bước
Tôi mình kết rồi hả? Kết rồi thôi đi bè, tháng nữa không ạ? Rủ rê được không ạ? Tháng nữa đi hát chín phút ban đầu không? Không thuộc, thôi hát hết đi, hát đánh gì hát hết đi. Ôi cao lắm, tông đi ra sao hát được. Vậy tao hát bài của Quân đi, giờ bên nhạc chơi gì em hát. Đó tao đàn ông mà mày bắt tao hát tông nữ. Ủa đi... không nói không biết đàn ông đó, ý là đi hát mà riết... không nói không biết á. Đi hát riết mà người riết quên mất mình cũng từng là đàn ông luôn. Giờ không thấy xuống thấp được luôn á. Em biết là đây là cái điều mà sợ nhất của Quân nha. Bây giờ là về là người mẹ hỏi là chừng nào con lấy vợ, ám ảnh tới già. Đâu, mẹ vẫn hỏi mà. Sợ tới già hả? Mẹ vẫn hỏi mà. Mẹ vẫn hỏi. Ôi mẹ vẫn mong con có một ngày quay đầu lòng. Ý là mẹ Quân không, mẹ hỏi là ủa Quân có định lấy gôi, có định lấy vợ không? À mà thôi khổ con người ta đừng lấy đó. Mẹ tôi tự hỏi tự trả lời luôn. Mẹ, tại vì tâm không, lý quá. Ấy là không phải là gì. Mẹ mười điểm. Tại vì mình quá tào lao, hiểu không? Mình quá là một con khùng nên là mình sợ làm khổ người ta chứ không gì đó. Bây giờ mày về mày cứ ví dụ em đi, em là một người mà ví dụ cưới anh đi, em có chịu nổi một ngày 24 tiếng tao nói chuyện xà lơ cho mày nghe không? Cái vấn đề tôi không bao giờ cưới đó, mà. Thành sao tôi mà không, chịu nổi? Tôi không để chuẩn bị tâm lý được cái lúc đó. Đó, bây giờ không em bỏ cái tâm lý là một cái người mà ca sĩ đồng nghiệp đi, một cái người bình thường mà anh cầu hôn em lấy em về đó. Thì thật em cảm giác em sao? Thật vô nghĩa. Nếu biết trước có kết quả như thế này. Tội gì? Phải lấy vợ làm gì cho mình? Thôi bây giờ á, hát đây. Yeah. Bài này là để chúc Quân tìm được chân ái nè. Yeah. Này có ai đi với chân ái không ạ? À? Chân ái mọi người đâu? À là tụi hình như em yêu đuối cần một người sang đôi tay mong có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình. Yêu em là chân ái.
là chân ái dữ chưa, là tìm được chân ái chưa? Nói chung với mọi người, thực sự là nói với bao nhiêu là đủ. Thực sự là em rất là vui, rất là hân hạnh vì tuột lắc cho dữ vô. Cái bao này có vẻ lỏng nhỉ, nên nó mới tuột. Yêu cầu xài lại fit hơn nha. Đấy nè, đây cũng là live show liên tục là 4 cái rồi của Quân tại Mỹ. Là em đợi mòn mỏi dài mỏ trong vòng 2 tháng mới được hát live show tại Mỹ của Quân. Ở lần trước là block lịch hết rồi, bắt đầu bà cho tôi leo cây. Rồi, đó là sở di trú cho bà leo cây. Cũng delay mà, cũng delay mà. Tí vô tặng cho 20 chai rượu vàng. Đó, nói chung là em rất là vui và hạnh phúc khi mà ngày hôm nay được góp mặt trong những live show của Quân là một người anh mà dạo gần đây get closer hơn, thân thiết nhiều hơn, thì mới biết là Quân là một người sống cực kỳ tình cảm. Để tôi nói hết đi, còn bà muốn xà lơ gì bà xà lơ. Thì là Quân là một người mà đã đi chung với em từ hồi từ Mars Singer là cả HK. Trước đó anh em biết nhau cũng lâu rồi mà làm như không biết. Ê quê nha, là quê biết. Là quê, chúng mình quê nhiều nha. Là anh biết mà lại làm như không biết. Đó, nên là bạch làm tôi quên luôn tôi nói cái gì rồi. Đó, nên là khi mà Quân nó cũng mới bị gãy. Rồi. Gãy hai cái xương sườn. Nhớ rồi. Nói nghe nè, ở Việt Nam mọi người em đi chụp phim gãy hai cái, qua đây chụp thành gãy 4 cái đó. Ủa sao ở Mỹ cái gì cũng gấp đắp bộ hết vậy? Sao cái gì cũng bự hơn? Cái gì cũng bự hơn chắc. Ê không? Ai biết gì không, mấy người Việt Nam bên Mỹ có bự hơn. Có không à? Đây là live show The Journey 15 năm chứ không thật phải là... Để trả lời cho cái câu hỏi đó thì mình có thể nhìn vào Mira. Anh nói gì đâu, 1000 like. Ai biết gì đó. Người gì mà chụp cái mặt thì 300 like, mà chụp cái kia thì 1000 like là sao vậy? Thôi nè, cái chuyện đó thì mình về mình bàn bạc với nhau sau. Không, tại ước mơ. Rồi bây giờ em chúc lẹ nha. Em chúc cho Quân live show tại Mỹ và cũng như là mọi người luôn luôn theo dõi và ủng hộ Quân trong suốt hành trình tiếp theo đi của Quân. Và giọng nói của Quân ngày càng bay xa, cao, bay xa hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn em, sách vô. Chào một tay Trung Quân được không mọi người? Rồi, thank you so much, I'll see you guys later. Thank you, Mira. Rồi, sách vô đi, sách vô, sách bưởi vô. Trời ơi, cái gì mà nước nhiễu nhiễu vậy em ơi. Trời đất ơi, con gái con đứa cầm cái bó hoa hàng chi không ai tặng cho mày luôn á. Trời ơi, nó chúc ngược cái đầu con người ta xuống vậy trời. Trời ơi, không dịu kìa. Bớt dịu bây lên. Bây giờ vô, bây giờ. Ủa tự nhiên cái sao cái trong cái chỗ này trống quê, trống quát vậy. Lát nữa mình lên mình xả nha. Mình xả thôi nhưng mà yêu cầu mọi người đừng nắm quần em nha mọi người. Hôm qua mát Houston xong cái bụt nó hơi cao, mọi người nắm cái quần thôi mà chụp hình mà miệng thì cười mà cái tay thì chụp cái quần vậy. Em sợ mắt cong cái bị trục xúc về. Ghê quá đó. Mở tràn ra rồi. Gì vậy? Cởi ra là chúng ta không coi nhạc nữa đó mọi người ơi. Ta coi phim kinh dị. Là vì anh hạnh phúc khi có em bên cạnh anh, những nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nét môi khi buồn, những điều anh thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi, dẫu chỉ là giấc mơ anh sẽ mơ hoài. Cuối con đường nắng lẽ chờ em tới, đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng, lối em đi về anh vẫn này, đôi môi này mãi thuộc về nhau. Thật nếu em muốn đi sang đời anh,
gạt đi tình yêu nơi ai, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Và nếu em hiểu, rồi lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra là em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và anh cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm để anh một mình. Yeah, em cứ đi đi, đừng nát. Chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế em trong những đêm. Bây giờ thì Quân xin được mời, anh Đạt, chính là một người mà đã tổ chức chương trình ngày hôm nay, lên đây có đôi lời chia sẻ tâm sự. Xanh mặc quần đùi dày, xanh không mặc đầm. Em chạy xô đó. Okay. Thank you anh. Thank you Quân nhiều hôm nay đã đến tham dự live show ở Moro, cũng như quý vị khán giả yêu quý Quân. Và mình cũng muốn giới thiệu, cảm ơn Quân đã nhiệt tình live show hôm nay, cũng như là anh Tri Đình cũng The Bell đã hết mừng mình để cho một live show được thành công mỹ mãn. Ông này ông nói ông rung tôi luôn mọi người. cũng như cảm ơn City of Model cũng để cho mình có một sân khấu để mình biểu diễn tuyệt đẹp hôm nay. Và cũng muốn cảm ơn khán giả đã đến chung vui. Nếu có gì sơ sót xin quý vị hãy bỏ qua và chung vui với mọi người. Và em cũng có muốn giới thiệu chị Nhật đến đây, cũng như là
giờ qua thị trường để cảm ơn quý vị đã đến chung vui với chung quân hôm nay ạ. Dạ, xin mời chị Nhật ạ. Wow, thấy chưa chị bạc đồng, thấy không anh? Hello chị. Yeah. Hello. Mình tên là Nhật, mình là vợ của John, làm bộ thị trưởng của thành phố Morro. Mình chỉ muốn thay mặt cho John là tới đây cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ chương trình này. Thì quan điểm của John là ngoài việc phát triển kinh tế, còn muốn Morro là nơi mọi người tới vui chơi giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì bình thường mình phải lái xe cả tiếng đồng hồ lên phía North để có những chương trình ca nhạc như thế này. Thì hôm nay là lần đầu tiên Morro tổ chức một chương trình ca nhạc đặc sắc như thế này. So chỉ muốn tới cảm ơn mọi người. John còn có những kế hoạch dự định cho những chương trình đặc sắc trong những năm tới. Chỉ mong mọi người ủng hộ Morro. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you chị, thank you anh Đạt. Yeah. Thương khi hai người lên cảm ơn mà run quá trời run luôn á. Trả bù cho mình đây mình xà lơm, chả thấy run rẩy gì. Vô, hát tiếp thôi. Hát nữa không ạ? Đói bụng chưa? Tưởng đói rồi, ăn em đỡ nè. Rồi tôi nghe bà nào kêu che vậy. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lâu la hỏi thăm, lén vào trộm đi khẽ ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bởi chim là cánh không hoàng tìm nhau. Ai đó ai đem hết bao xa sâu. Hồi mùa thu nam du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông? Hơi diêu bông ai hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm sau. Vì mai người ta đã đi lấy trâu. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để trong mưa là hỏi thăm, lẽn vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa đâu, bởi chim là cái không hòa tìm nhau. Ai đau ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá siêu bông? Hỡi siêu bông ơi, hỡi siêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sao. Vì mai người ta đã trước thêm nhà đang đưa dâu, nơi đây vẫn son áo màu, em dắt theo chồng bỏ lại bên sông kia chờ mong, gãi lên khúc nhạc hoàng cơm buồn ngày mình biệt ly, cũng oan cũng sầu nặng lòng tiễn chân người ra đi, dắt vào vực quy bên thềm, có trăm hạnh phúc em đến. Đời người con gái đục trong mười hai bên nước lòng đau, rằng ngàn thiên lý tiếp tôi đi, bây nước u buồn ngày biệt ly, khóc cho duyên mình đoạn trường tương loan đỏ gian nan. Áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng duyên mới,
nâng chén tiêu sâu khói lên cung đàn từ biệt nhau. Rồi là bạn Bát Sấp, ngày mai người ta lấy chồng, và Thuyền Quyên để tiễn anh chị nào ngày mai đi lấy chồng. À, chị thôi chứ đâu có anh. Dạ. Và bây giờ thì Quân sẽ giới thiệu ở đây vị khách mời cuối cùng của ngày hôm nay. Siêu tay thật lớn dành cho Diva Hà Trân. Lạnh không ngoài ơi. Wow. Trời. Ai vậy nãy con mặc cái bộ kia là hồi hợp với cái bộ này của ngoài rồi nhờ. Nói trời ơi, hôm nay tôi biết đi ra ngoài trời nên tôi mặc quần, mấy hôm rồi mặc váy rồi. Mặc quần, mặc quần là mặc gì? Là cái cục bên tai này. Gì ấy? Con bỏ cái cục này xuống không? Bỏ cái cục. Nó cần cái máy kia. Đây con đưa cho chị nhiều việc. Rồi. Xin chào tất cả khán giả Atlanta. Một lần nữa. Mấy tháng trước vừa gặp nhau nhỉ, nhưng mà mấy tháng trước gặp không có Trung Quân, còn lần này là live tour 15 năm của Trung Quân. Woo! Và Quân và Hà sẽ gửi tặng quý vị một bài hát mà Hà và Quân mới song ca ở trong chương trình La Cà Hát Ca. Mọi người coi không? Có coi chương trình đó không? Cái gì vậy? Ai kêu không, tôi tức ghê luôn á, tôi đánh gì vậy? Bài Về Nhà của Hoàng Dũng. Hôm nay coi như là sau khi hát bài này thì hy vọng là Atlanta sẽ thành ngôi nhà tiếp theo của Trung Quân. Trung Quân hiện nay có rất là nhiều nhà, Mỹ giàu lắm. Ngôi nhà Cali nè, ngôi nhà Houston nè, ngôi nhà Atlanta này, ngày mai lại quay về nhà Cali. Tại vì bữa giờ đi hát bài này là chỗ nào cũng là ngôi nhà thứ hai hết mọi người. Dạ. Biết là sau hôm nay có ai đưa tôi về không ạ? Sau khi hát bài này thì Quân sẽ có một ngôi nhà nữa ở Atlanta, đồng ý không quý vị? Yeah. Bây giờ xin hát bài ưu tiên người đọc thơm rước về nha, đừng không muốn làm vợ bé nha. Nhưng lấy đèn flash của mọi người được không ạ? Atlanta. Từ phía xa anh có thấy em cười hạnh phúc như muốn nói có em ở đây. Lúc anh kể nghe những giấc mơ, em có thấy gian hình của em như vốn gì vẫn luôn ở đây. Em mong anh cùng em đi trọn trời đất rộng dài bằng điệu nhạc tiếng ca, nhưng anh vẫn xung quanh hay là cũng sẽ mỉm cười
dù rằng không nói ra. Ta mong rằng tất cả một ngày sẽ hái ngọt ngào. Anh tin em biết mà. Cảm ơn ngôi nhà thì ngôi nhà thứ ba rồi. Thứ hai là Houston. Yeah. Quân biết hôm qua hát bài này xong có fan viết ở trên Instagram ấy là chị ơi bài hát này cảm động quá, em nghe chị với Quân hát là giống như em ngồi dưới tê liệt luôn đấy. Muốn về Việt Nam hả? Không biết, không biết là muốn về với Trung Quân hay nào, nhưng mà chỉ chia sẻ là thấy bảo là tê liệt luôn. Thôi mà lỡ qua đây rồi thôi, về bên này thôi chứ Houston rồi, thôi hẹn năm sau. Vì nhiều nhà chứ, nhiều nhà để còn có chỗ để đi hát chứ. Trời, em có một cái tấm thân thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mọi người cùng lắng nghe những cái khúc của chị Hà Trần được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, cho Quân đi thay một cái váy nữa nào. Hết váy rồi. Hết rồi à? Thay lại bộ này đi. Thay lại bộ giống này này. Ok. Bây giờ Hà xin hát tặng tất cả quý vị khán giả ở đây, vì cũng có một số người nhắn cái lời yêu cầu đến với Hà, cho nên Hà lại xin phép ban nhạc và The Bella và hát một bài đổi bài. Nhưng mà thực ra là bài này là trong
ban nhạc đã biết rồi, đã tập rồi. Xin hát bài Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Có đỡ lạnh không? Tôi Hà biết là mọi người ngồi đến giờ này chắc là lạnh lắm rồi. Đây là lần thứ hai Hà đến với Atlanta và thấy khán giả đây rất là dễ thương. Và một điều rất cảm động, hôm nay là
Phần đông ở đây rất nhiều khán giả trẻ. Thu Hà nghĩ rằng đây là một cái nỗ lực rất là lớn của ban tổ chức, cũng như là của Jaden, The Bell và của thành phố, là đã kéo được các bạn trẻ đến với sân chơi âm nhạc này. Và hy vọng rằng sân chơi này nó sẽ diễn ra thường xuyên hơn, mọi người sẽ quay trở lại thường xuyên hơn, có được không ạ? Rồi, năm ngoái mọi người có coi Masked Singer không? Ok. Lần trước là Hà có tới đây cái tour Masked Singer 2 đúng không? Hà đã hát cho mọi người nghe rồi. Và hôm nay cũng Hà cũng xin lại hát tặng cho mọi người một bài nữa trong Masked Singer, nhưng mà không phải là những bài Hà đã hát lần trước. Bài này rất là sung. Bài này tên là Góc Tối của Nguyễn Hải Phong. Xin mời cùng nghe Góc Tối của Phượng Hoàng Lửa. Mời ban nhạc đứng dậy. Đèn đi mọi người ơi, trong đêm tối có mấy ánh đèn nó vui vui đi nhở. Cho tôi đêm nay tôi không lạnh lùng, cho tôi cơn say yêu thương tận cùng, cho tôi nơi đây là nhà, cho tôi từng ngày trôi qua. Nghe như ai đi qua đây vài lần, nghe như sương đêm rơi rơi thật gần, nghe như trông lên bầu trời, cho tôi mai đây tôi như mọi người, cho tôi yên vui một ngày, cho tôi điều nhiều điều chưa hay. Đêm nay ai đã bơ vơ một mình, quanh đây đâu ai quay lưng lại nhìn. Tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi.
cho tôi đêm nay tôi không lạnh lùng. Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng. Với một bài hát với cháu ngoại ơi. Cháu ngoại sao lại đứng núp núp sau cột đấy kìa. Bài này mọi người lên trên này chơi được không? Mọi người ơi, dậy đi, dậy đi. Lên đây được không ạ? Yeah. Lên đây hát chung với Quân một bài đi. Nên mình dậy đầm đi. Đừng lao lên đây nhá. Sân khấu không handle được. Đừng có tụt quần em nữa nha mọi người. Bố ngoại chắc được đấy nhỉ? Bố ngoại không thể tụt ra được. Và bây giờ sẽ là thank you, thank you. Và bây giờ sẽ là Dấu Mưa. Xin mời cùng lắng nghe. Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức trong anh và em. Tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những ký ức đánh rơi. Từng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, từng như rất là mà ngờ đâu. Mọi người vỗ tay cho Quân nhá.
Hà sẽ gặp lại mọi người sau. Thank you, thank you. Thank you Atlanta. Tan ra. Hát hết rồi. Giữa căn phòng anh đèn chợt tắt, trên môi giọt bùa sắc rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta? Chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà. Để cho thanh xuân đèn chợt tắt, trên mi giọt bùa sắc rơi. Hey! Vì sao là thế? Bài tháng năm một ngày bất trôi đôi môi em phải bao nắng. Nếu không anh thì em có buồn, anh có hóa ra chỉ mình anh đang thương, anh đang thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như ta đã quên. Đừng tìm đến anh theo từng từ sau lại đi, nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối đời để anh được nghe lưng lẽ bóng chi. Để em một phút tim yên bình đến khi lạ, để anh được sống vô tư như một bông hoa. Giữa bầu trời kêu xa, cho anh thôi biết bao nhiêu gì. Người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi, vì sao lại để anh vừa sầu chết qua đi. Vì sao lại biết cô đơn thành thơ, nỗi buồn sâu và ta mỏi. Cho nên đến trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa.
đến đây với Trung Quân và hy vọng sẽ được gặp lại mọi người chương trình lần sau. Thank you, I love you. Bây giờ Quân ha, mời cho Quân một xíu để Quân dọn dẹp rồi mình chụp hình ha. Thank you mọi người. Thank you Ben. Thôi hết hát nổi rồi, nghỉ đi. Mất dạy. Chưa có thuốc mẹ. Con đi chưa hết gì hết rồi. Đâu có bài gì đâu nữa mà hát mà. Bây giờ ta. Ai chụp. Alo. Anh kia mọi người. Hi, thank you mọi người rất nhiều. Tại vì chương trình thì list bài như vậy thôi, mình hát thêm là mình sẽ xỉu ở đây. Nên là bây giờ thì rất rất vui được chụp hình với mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người cho lần sau. Thank you. Rồi, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Dạ, chương trình đến đây hết. Ngày mai, ngày mốt, bữa kia, nghỉ. Để mọi người show tiếp theo. Show như tình ca Lam Phương không vậy?